Hơn 100 bệnh nhi đang điều trị tại khoa nội 3 Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cùng ba mẹ đã có một đêm hội trăng rằm rộn ràng và ấm áp tại hội trường bệnh viện vào đêm ngày 5 tháng 9 năm 2014. Ngoài trang trí lồng đèn để mang không khí trung thu ngập tràn bệnh viện, thì chương trình cũng đã phát động cuộc thi viết thư gửi chị Hằng để các bệnh nhi thể hiện ước mong, tâm sự của mình khi phải đón trung thu trên giường bệnh. Ngay trong đêm hội, những tiết mục đặc sắc với sự biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ đã làm cho hội trường bệnh viện thêm tưng bừng, khiến các em như quên đi hết bệnh tật để hòa mình vào đêm hội trăng rằm. Con mình nó bệnh, nhưng mà thấy vậy cũng đỡ bớt phần nào, nhưng mình cũng hy vọng là nó sẽ hết bệnh. Mà lần nào cũng vậy, Duy Tinh cảm giác rất là vui, cảm giác rất là hạnh phúc khi được chia sẻ tiếng hát của mình dành cho tất cả các em. Và hy vọng rằng các em sẽ có những món quà tinh thần thật ý nghĩa, giúp cho các em vượt qua những bệnh tật, những khó khăn trong cuộc sống, dù là đó thời gian có thể là ít ỏi. Xin được chúc cho các em có một mùa trung thu thật ý nghĩa. Đây là năm thứ 8 chương trình Ước mơ của Thúy tổ chức hoạt động vui đón trung thu cho bệnh nhi ung thư tại bệnh viện. Năm nay, hoạt động giúp đỡ bệnh nhi vui đón trung thu đã được triển khai tại 9 bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và Hà Nội với khoảng 900 bệnh nhi. Có nhiều bệnh nhi lần đầu tiên đón trung thu trong bệnh viện, nhưng chính những tình cảm yêu thương mà các tình nguyện viên, mạnh thường quân mang đến trong đêm hội đã giúp các em và người thân như được sống trong gia đình của mình. Với mong ước được hết bệnh, được đến trường thông qua cuộc thi làm lồng đèn cũng như các câu chuyện xúc động được sẻ chia, mọi người đều mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với các em trong những mùa trung thu kế tiếp. Hiểu được những mong ước đó, hàng ngàn ngôi sao may mắn đã được các học sinh trường trung học thực hành mang đến tặng cho các bệnh nhi như một điều may mắn gửi đến các em. Trung thu là Tết thiếu nhi, đêm hội trăng rằm trong bệnh viện như một món quà ý nghĩa dành cho những bệnh nhi ung thư quanh năm phải gắn mình bên giường bệnh. Chương trình không chỉ mang đến cho các em nhiều niềm vui, mà còn là một thông điệp của những tấm lòng thiện nguyện luôn đồng hành cùng các em trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.